와, mình đã trên đỉnh núi mọi người, và hôm nay phê lắm luôn ạ. Sao hôm nay mình sẽ tìm mấy viên tinh thể quý, thạch anh quý, từ cái cống kim cương thì đổi đời. Một viên này đó là quý không, năm nay ăn cái đã. Trúng kim cương thì trời cho, mà không trúng thì trò chơi. Một viên đem về phân tích không, mà mình đây này, đem một viên này. Đây là thành phần nó là mã não, mình đoán vậy đó chứ mình không biết nha. Anh em bà đồ này cho ý kiến cứ comment dưới, đá gì mình không biết, nói chung là mình đoán bừa đó, gặp may thôi. Mình thích đoán bừa lắm mọi người. Mà xanh à, gì này Sapphire mà như thế này mua được dãy phố này. Tiền ở đâu xa, tiền ngay trước mắt chúng ta đây này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi mọi người. Đúng, 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 đúng rồi. Đúng rồi. Wow. Mẹ ơi. Lấy cúc cậy ra. To dữ rồi. Trứng rồng to yếu hết, cái này sập xuống rồi, sập cái rầm xuống. To dữ quá, to dữ trời, cái quả to dữ trời. To dữ vậy, to lắm mọi người, sâu lắm, khó mà bỏ qua đi. Cái này to quá mà không lấy được. Như nào to quá thì khó quá bao qua.
Ở đây không có đâu. Đây không có mọi người. Thấy chưa? Bể khá là ổn, mày có năm ra tiếng luôn, như kia là hiện tượng xói mòn, lò là những viên đá rất là đẹp. Mình đang trên đầu thiên hạ này. Chỗ này ít có rồi. Áo mình tuột. Chỗ này là máy múc, nó múc ra mọi người. Nó lộ như viên đá quý ra. Đây này. Đã thô à. Đây có một viên tinh thể để mình soi cho mọi người xem. Chà 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 chà.